Hello cả nhà. Em lên con Sico Wyrid. Kim trôi cực kỳ mượt luôn ha. Niềng xoay trong mà độc đáo luôn nha cả nhà. Chạy 6 kim ha. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Kim cọc và có dạ quang luôn nha. Lịch ngày gốc 3 giờ cả nhà nha. Hàng rất là đẹp luôn. Một con này xanh nhạt ha. Chứ em có đây là một con xanh đen ha. Cũng rất là đẹp luôn nha, cực kỳ đẹp luôn, kim trôi rất là mượt ha, rất là đẹp luôn, với một con màu trắng nha, đấy, cực kỳ đẹp luôn, kim cọc và dạ quang ha, liền xoay trong độc đáo luôn, ba màu đều rất là đẹp luôn nha cả nhà. Xanh nhạt ha, xanh đen và trắng nha, rất là đẹp luôn. Ba con này thì có size là 42 nha cả nhà, luôn hai cái núm nữa thì 46, 46 năm, 47 nha, cực kỳ đẹp luôn. Dây thì chất liệu thép đúc nha, dây đúc đặt lên tay rất là chắc tay luôn nha cả nhà, hàng cực kỳ đẹp. Rất là đẹp luôn nha. Ba con ba màu cả nhà mình lựa chọn rồi alo cho em ha. Bấm giờ thể thao nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Em mời cả nhà mình nhé.